Thưa quý vị và các bạn, khu vực cổng các trường học luôn là những điểm tập trung đông người và phương tiện tham gia giao thông vào dịp sáng sớm trước khi bắt đầu vào giờ học và buổi chiều khi học sinh tan tầm. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của nhiều người tham gia giao thông chưa cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Người đi ngược, người đi xuôi, người đi bộ sang ngang, còn người đi xe vẫn phóng nhanh, vượt ẩu, chen lấn. Chẳng có đèn đường, không biển chỉ dẫn. Đó là thực trạng giao thông đang diễn ra hàng ngày tại khu vực trường tiểu học Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. Bằng mọi cách, đi ngược chiều ngay trước biển cấm, dừng đỗ xe ngay giữa đường dành cho người đi bộ, vượt rào chắn khu vực không dành cho người đi bộ để đưa con sang bên kia đường. Nguy hiểm hơn, nhiều bậc phụ huynh vì vội, vì ngại vòng đi xa, sợ mất thời gian, họ đã thả con ở lề đường bên này để con tự đi bộ sang bên trường. Một cảnh tượng thật nguy hiểm. Phụ huynh tìm mọi cách để con đến trường. Buổi sáng này tôi đưa cháu đi học ở trường tiểu học Tĩnh Sơn thì tôi ra đến ngã ba thì tôi thấy là xe đi là rất là mất trật tự, người thì đi ngược, người thì đi xuôi, hỗn loạn lên, mà thậm chí là có những xe tôi dắt cháu đi mà vẫn cố tình phóng rất nhanh qua trước mặt. Thế vậy thì tôi cũng mong là làm sao mà cái đường ngã ba này là cho nó ổn định được cái trật tự để nó đỡ nguy hiểm cho các cháu học sinh. Lực lượng tự vệ của phường cứ thổi còi để cảnh báo mọi người đi đúng luồng giao thông. Tuy nhiên, còi cứ thổi, còn phụ huynh thì cứ đi ngược đường. Bên cạnh đó, trong tình trạng giao thông đông đúc, xe trọng tải lớn, xe nhỏ nườm nượp, nhiều phụ huynh vẫn thản nhiên đưa con đến trường mà không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên đi ngược chiều để vào trường. Trao đổi với phóng viên, đại diện trường tiểu học Tích Sơn nhấn mạnh đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh, nhưng nhiều bậc phụ huynh khi tham gia giao thông vẫn không tuân thủ. Nhà trường cũng đã làm thường xuyên tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh về cái việc chấp hành luật giao thông. Thế và học sinh thì ngoài các giờ học trên lớp thì các em còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa về thực hiện luật giao thông. Thế tuy nhiên là cái việc mà thực hiện chấp hành luật giao thông ở cổng trường ấy, thì vẫn còn rất nhiều phụ huynh thực hiện nó chưa tốt. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là các cơ quan chức năng sẽ cùng hỗ trợ phối hợp với nhà trường để giải quyết cái trật tự an toàn tại cổng trường. Cái thứ hai là cũng có những cái biển báo để báo hiệu đấy là trường học và cái quy định cái nơi đỗ xe để mà phụ huynh đỗ xe đúng quy định để tránh cái ách tắc ở cổng trường. Và cái thứ ba là nếu có thể được là có thể mở cho chúng tôi cái cổng phụ để mà cũng giảm cái phân cái luồng giao thông ở cổng trường. Vào những giờ cao điểm thì đề nghị lực lượng chức năng là cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự là sẽ bố trí lực lượng là phân luồng hướng dẫn giao thông tại các khu vực cổng trường để mà giảm được cái ùn tắc giao thông và để tạo cho giao thông mà thông thoáng. Và cũng đề nghị là đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm thì đề nghị là lực lượng chức năng là sẽ xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật. Với những đề xuất về giải pháp mà nhà trường nêu ra cần được các ngành chức năng xem xét giải quyết để giảm tải tai nạn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh khi đưa con đến trường.